Hết tôm mà đưa lên liên tục hả chị? À, không sợ hết đồ ăn. Tôm mà cứ lên liên tục. Đây bò rồi các món xiên là hết rồi, lại đưa lên các bạn ạ. Đồ là nhà hàng là đưa lên liên tục, không sợ hết. Tôm giấy này đại cho ha. Cái này mà có thùng đá nhúng vào nó xỉu rồi là dễ gấp. Nó sống quá nhảy. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn. À, chiều hôm nay là buổi tối Trung thu các bạn ha. Trung thu hôm nay là ngày 15, ngày rằm tháng 8. Nay Trung thu thì hiện tại Kiên đang có mặt ở ngay bên đường số 23 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Hôm nay đưa bà xã của mình với lại bé Chí Minh, với bé Tuệ Minh là đi thưởng thức buffet ốc ở số 79 đường số 23 bên Hiệp Bình Chánh Thủ Đức các bạn ha. Đây là một quán buffet ốc 139k rất là nổi tiếng ở bên này. Thì vừa nãy rồi thì Kim mới vào mua vé đây. Hôm nay ngày lễ, tính vé lễ thì mình mua hai vé là hết gần 400 các bạn, hết 382.000 cả nước nữa, là nay là tính vé lễ các bạn nhé. Đây là bà xã mình đây với lại bé Chí Minh. Đây bé Chí Minh chào khán giả đây nào. Đây. Hai mẹ con chào khán giả. Xin chào cả nhà nha. Con chào cả nhà nha. Con là Chí Minh. Con là Chí Minh. Hôm nay con sẽ cùng ba mẹ con đưa cô chú đi ăn lẩu ốc. À bên buffet ốc con nhỉ. Con nói đi. Đi ăn Trung thu. Đúng rồi, con nói đi. Hôm nay mình sẽ đưa với cô chú đi ăn Trung thu. Đi ăn Trung thu. Đâu, mình nói chứ. Thôi, mình nói là chúc bảo mình chúc các quý cô chú Trung thu vui vẻ. Bác cứu Trung thu vui vẻ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Bên gia đình của mình. Em gia đình của mình. Cho con mời con đi. Chị nhớ mẹ lấy chứ. Con lấy con gì? Con nhảy con cô. À, sao em? À, trẻ em giờ là 80 ngàn rồi đúng không? À, trẻ em giờ là 80 ngàn các bạn nhé. Đó. Đó, đây mình đọc lại là người lớn là 149 là ngày thường, cuối tuần với lễ là 169, trẻ em là 80 ngàn một vé các bạn nhé. Khăn là 2 ngàn, nước ngọt là 18k một lon, nước suối là 12. Rồi là bia là 22k một lon. Đó. Mình đến đây mình mua vé ở đây các bạn nhé. Rồi, giờ mình vô bên trong ha. Vô bên trong cái không gian bên trong các bạn. Đến đây thì các bạn thấy là cái không gian ở đây là ngay mặt tiền đường số 23 luôn. Các bạn có thể là để xe máy, xe hơi gì là có chỗ để hết các bạn nhé. Nói chung là đường rất là rộng rãi. Lát nữa thì sẽ có đổ tôm sống ra ngoài cái hồ ngoài này này. Giờ mình sẽ cùng vào khám phá món ăn cũng như là cái không gian ở đây ha. Ở đây các bạn thấy là bên này là có bàn ghế ngồi này. Có em bán vé rất là dễ thương này. Mấy em bán vé rất là dễ thương. Mình mua vé là hỗ trợ nhiệt tình luôn. Đây, bên này là bàn ghế thì các bạn thấy là bàn ghế ngồi không gian lẩu nướng nên là BBQ nên là ở đây là không gian mở các bạn. Không gian mở ở bên này. Đó, thì ở đây các bạn thấy là bàn ghế ngồi, bên dưới là có cái thùng rác để chúng ta để đựng rác ha. Đây, bây giờ thì mình sẽ cùng đi khám phá món ăn ở đây ha. À, em lấy được cái gì đây? Lấy được lon, được ly nước hả? Đá hả? Ê, bây giờ mẹ quay cho hai ba con đi khám phá món ăn đi. Rồi, giờ thì ba với Chí Minh sẽ cùng đi khám phá món ăn ở đây nha. Ba ơi, giờ mình cho con với con đi. Ở đây thì quý vị các bạn thấy là có cái quầy đồ nướng. Nó thì có đậu, có cà tím, rồi dưa leo, đậu bắp, với lại cái rau ăn kèm với lại đồ nướng các bạn nhé. Ở bên này hải sản thì chúng ta thấy là có ốc móng tay này, rồi có sò vẹo này,
sò vẹm xanh, cái này là sò vẹm, cái này là vẹm xanh các bạn nhé. Rồi sò, đó, sò này rất là bự ha. Sò này con là con đấy là to. Con này. Ừ, con này con ốc. Mình có thích con này không? Con này. Con thích con tôm này hả? À đây ba lấy cho mình một con tôm nhé. Mình cười, mình thích, mình cười. Ô, một con tôm. Lấy cầm cái này này. Mình cầm cái dưới này. Cái con nhỏ này này. Này đó. Cầm cái dưới này đó. Mình thích, rất là thích cầm con tôm trái. Sống. Con trống. Tôm sống. Cầm cái que này cho đỡ dơ, đỡ dơ này con. Đó, cầm cái que này nhá. Con cầu lẩu. Đây này là rau ăn lẩu, ăn ăn đồ nướng. Đó, đây mẹ mẹ quay tôm này, đây cho mọi người xem đấy này. Hải sản ở đây mình lấy là rất là tươi các bạn nhá. Tôm. Đây này cái tôm tôm nướng mà trứng không này. Tôm nướng mà rất là nhiều trứng các bạn nhá. Tôm càng xanh mà trứng nhiều lắm. Càng xanh á. Ồ, tôm nói chung là rất là nhiều trứng luôn đó. Con à, con này. Rồi. Em lấy đi em. À, bên này là có cái này là sò. À, sò sò gì á? Sò ba cũng không biết, ba biết con sò thôi, không biết sò gì luôn. Con ốc. À đúng rồi, ốc bưu. Ốc bưu. À đây là con gì Minh? Con sò. Không, đây là con hàu. Con hàu. Ừ. Cái con gì á? Cái sò vẹm. Con sò vẹm. À con sò vẹo. Ôi. Cái gì đấy? Đây là rau. Bên này có rau nho này. Rau nho. Rồi có salad này. Rồi có gà này. Đó. Trên này thì các bạn thấy là có trái cây trắng miệng ha. Rồi có thạch dừa. Cái này. Đó, cái cây thì có chuối rồi sơ ri. Rồi mọi người sẽ đi xuống đây ha. Cái này là cái món salad này. Đó. Đây có, ở đây có gà này các bạn này. Có gà. Gà nó kiểu hấp mắm nhĩ vậy á. Gà hấp. Gà chiên á. Gà chiên hả Minh? Minh bảo gà không, chiên. Gà ủ gà... muối hả? Ừ, muối đúng không? Gà ủ muối. Còn đây là các bạn ăn kiểu nem này. Đó, búp. Nem đó. Cao cầm. Cao hả? Đó. Cái này. Cái này là vây cá. Cái này là giống như kiểu là rồi suộn á, đúng không? Kiểu con cá vậy đó. Đây này, bên này là cái này là gì đây? Này giống mực, mực. Mực muối. Mực nướng. Không phải mực không? Đấy. Nhìn giống mực đấy. Bên này là cái vây cá. Vây cá. Cái này là sườn. Đây là sườn này, đó, sườn non nướng các bạn nhá. Đây là đồ nướng, cái quầy đồ nướng. Rồi, chúng ta đi sang bên này này. Đó, vú heo nướng, rồi đây này là mực khổng lồ nướng này. Anh nghe cái gì đó? À, mực khổng lồ nướng các bạn này. Nghe cái gì á? Này là vây cá vây nướng cả. Sa tế. Vây cá nướng á. Ở bên trên này nè, em quay cái bên trên này cho mọi người xem này. Đây là mấy cái xin que nướng, rồi lòng gà nướng, rồi bò. Đây bên kia có bò tái nè. Đó. Bò tái với loại đồ viên á, cá viên nướng. Cá viên nướng. Ở trên mấy cái này là có mấy cái quạt quay để đuổi rùi muỗi các bạn nhé. Đó, xin que là bò, nói chung là đồ ăn ở đây thấy là khá là tươi ngon ha. Ngon ha. Mình chia sẻ cho ba đi. Con thấy món ăn ở đây ngon không? Ngon. Ngon. Mình bảo thấy món ăn ở đây ngon. Ba treo đây này. Ôi dù. Đây. Ở đây nha, đó, rồi hai ba con mình xuống đây nè. Ở đây chưa hết đâu nhá, ở đây là mình đếm chắc cũng khoảng mấy chục món rồi đấy. Giờ xuống cái này này. Xuống cái này là các cái món này là một món ăn chế biến sẵn các bạn nha. Làm có là món cái này là súp cua. Rồi mì xào, cơm chiên. Rồi rau xào. Rau muống, xào tỏi. Đó. Đó, cái gì đó? Con nghêu. Đúng rồi, mình giỏi quá, mình biết con nghêu luôn. Này cho con nghêu này hả? À lát nữa là mẹ cho nghêu con. Này tí nữa này. Ồ, bên kia kìa. Ở đây có này. Bắp luộc luôn các bạn này. Bắp luộc nhìn ăn dễ thương ha, nhìn người ta. Nghêu con gì á? Con sò. À con nghêu. Con nghêu. À con nghêu. Nghêu con gì á? Đây là có món cà ri. Nghêu con gì á? Bánh mì. Nghêu con gì á? Tây cá. Nghêu con gì á? Ốc bưu quá con. Đây, ốc bông tay rồi cái này có sò huyết xào với lại
xô huyết, xào tỏi. Nghe con gì á? Con nghêu, nghêu hấp gấp xả. Nghêu hấp, nghe con gì á? Đây là món ốc, ốc bưu. Ốc bưu. Nghe con gì á? Ốc hương. Này là ốc hương. Này là ốc hương. Nhưng mà nó hơi nhỏ. À, mình biết ốc hương này nó hơi nhỏ nhỉ. Mình thật, yeah. Mình giỏi ốc, quá nhỉ. Ốc này ốc hương này nó hơi nhỏ là mình bảo ốc hương này nó hơi nhỏ so với mình. Ở trên này thì có các món xiên que này. Đó, xiên que với lại là món ăn món dành cho các bé ăn ăn vặt. Đấy, như là khoai tây chiên. Đó. Bánh bao. Mấy cái mặt loại bánh này cho bé ăn vặt các bạn nha. Bánh này kiểu bánh khoai môn nữa. Rồi bên này nữa này. Bên này thì quý vị các bạn thấy là món gì đây? Ồ. Vây à, cái này là mắt cá ngừ các bạn ạ. Mắt mắt cá ngừ. Đây là mắt cá ngừ đại dương này, hầm tiêu này. Cái món này là món cũng là khá là đặc biệt đó nha. Đó, mắt cá ngừ đại dương hầm tiêu các bạn nha. Cái này là bỏ lên bếp mới nướng. Bỏ lên bếp đang còn nóng các bạn này. Đây này, mắt cá ngừ đại dương hầm tiêu. Đó. Ăn cái mắt này thôi là cũng no luôn rồi đấy. Đây, bên dưới này là chắc là người ta để bên dưới này cho nóng này. Rồi, ở đây là cái các cái tủ ví dụ như là món để trong ha, món. Con này là vây cá, con là bò. Cái tủ nướng. Tủ để đồ nướng cho nó. Đúng là mấy cái này để ngoài sở. Để ngoài cho nó. Đúng rồi. Với lại nó không đồ giữ được độ tươi á. Người ta bỏ trong cái tủ mát này cho nó giữ độ tươi. Cái này là vây cá con. Vây cá. À. Đó, rồi bò kìa. Rồi ba chỉ kìa. Cái cái gì đó? Mực này. Mực này. Đây là vây cá, đây là bò, đây là ba chỉ đây này. Đó. Bò. Ở đây có nguyên một cái tháp sườn luôn. Với lại đây là có ốc bưu, ốc bưu người ta, ốc bưu hấp cho kiểu Đà Lạt đó. Ốc bưu nhồi thịt, tháp kiểu Đà Lạt. À, đây có một tháp sườn này. Tháp sườn siêu cay. Tháp sườn này siêu cay giống kiểu bên Thái á. Nhưng mà ý là tính sao ba? Kiểu trong đó mình thích ăn thì ăn thôi. Trong cái combo hết rồi. Tháp sườn siêu cay. Tháp sườn siêu cay theo kiểu bên Thái á, mình đi bên Thái mình ăn á là người ta bán một cái tháp này cũng mấy trăm ngàn á. À, 600-700 ngàn một tháp á. Còn mình ăn bao nhiêu mình lấy đúng đây không? Mình ăn bao nhiêu miếng mình lấy bấy nhiêu. À. À, thấy tháp sườn đẹp không? Nguyên một cái tháp luôn. À. Đẹp ha. Đẹp ha. Mình bảo đẹp ha. Không gian đây nướng thì mọi người thấy là khói này lên là không gian mở nên là chúng ta cũng thoải mái ha. Không gian thoáng mát sạch sẽ. Có nhà vệ sinh ở phía bên kia. Ở đây tôm này, tôm lên này này. Tôm lên này này, đây có tôm sống này các bạn này. Đây cái quầy tôm sống đây. Đó, lúc nãy là tôm chưa lên, đây là có tôm càng xanh dãy đành đạch luôn các bạn nha. Buffet là có tôm càng xanh dãy đành đạch luôn này. Đó. Con cầm một con được rồi, con này nó nhảy con. Đó, buffet là tôm càng xanh dãy đành đạch luôn. Ồ. Đó, tí nữa bà lấy cho. Ồ, thấy không? Tôm càng xanh dãy đành đạch luôn nha các bạn nha. Có trứng luôn nha. Rồi tí nữa bà lấy con này đang sống mà nó nhảy đó con. À tôm còn xanh có trứng luôn này. Đấy đèn đạch có trứng luôn các bạn này. Rồi tí nữa bà lấy rồi các bạn. Đó. Đa số tôm còn xanh ở đây là đều có trứng các bạn nhé. Bên này đây này, bên này là tôm cũng tôm càng xanh luôn các bạn. Đó. Đó, bên này cũng tôm càng xanh luôn. Tại vì con này đang sống nó con cầm không được nó cắn á. Con này đang sống mà cầm nó cắn con cầm con đó được rồi. Đây. Tôm càng xanh dãy đành đạch luôn các bạn nhé. Nói chung là ăn buffet thì cái món tôm càng xanh dãy đành đạch này là rất là đắt hàng đây. Đó. Ở đây mình ăn thì mình ra đây mình gấp ăn bao nhiêu gấp bấy nhiêu chứ mình không cần phải tranh giành các bạn nhé. Tại vì ở đây hết là người ta lại đổ ra, hết là người ta lại đổ ra. Giờ tí nữa bà lấy cho. Đó. Cái này mình gấp là mình phải đem hai cái đĩa. Anh úp lại không là nó nhảy ra này. Đó, để xem chú gắp về đây không? Nó đang nhảy ra đấy không? Đó, mà tôm này trứng nhiều lắm. Cái này nướng ăn trứng nó bùi á, nó thơm á. Tôm bây giờ con thấy con nào con đấy. Đây xem mấy chị gắp tôm này. Tôm đây là tha thô gắp thoải mái luôn. Hôm nay là ngày lễ. Anh gấp vào nó rớt xuống là nó đang sống á, nó nhảy. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu.
nên là nói chung là giá vé nó tăng, nhưng mà mình thấy là món ăn hải sản là người ta cũng là có làm thêm một cái hồ mới này này. Cái này là hồ này là mới làm các bạn nhé, có thêm một cái hồ tôm người xanh tươi sống. Em có hay ăn ở đây không em? Cười. Rồi giờ chúng ta vô đi lấy món ăn nhé. Mình sẽ đi một vòng lấy món ăn các bạn nhé. Ở đây là nước lẩu. Đây chúng ta gọi thêm lẩu thì lẩu Thái là 39.000. Nước lẩu Yên Ương chua ngọt 59.000 các bạn nhé. Nếu mà lẩu 2 ngăn là 59.000, còn lẩu 1 ngăn là 39.000. Đó. Trên cái đó. Lấy cái đĩa thêm mà ướp lại nghe nó nhảy á. Này nướng mọi ngon. Lấy cái đĩa ướp lại. Nó nhảy các bạn. Chị mới cuốn sao gì? Bây giờ làm sao cho nó chết? Chị lấy cái đĩa, hai đĩa chị ướp lại. Chị gắp cho ướp lại chứ. Nó nhảy ghê. Gấp lên đi, gấp lên để từ từ nó không nhảy đâu. Để nó không nhảy. Này tôm này sống cái nhảy ác. Mình thấy là nhiều quán người ta làm cái thùng đá xong nó mình nhúng đá vào cái này nó xỉu luôn, gấp dễ lắm. Nó mà sống dậy rất là khó lắm. Cái này mà có thùng đá nhúng vào nó xỉu rồi dễ gấp. Nó sống nó chạy. Dạ. Cắp đầy đĩa nướng cho đá anh ạ. Anh ơi. U da. Xong nó nhảy xuống. Đó. Gặp nó nhảy. Còn cái nó bò đúng. Mấy
thấy chị nhà đấy rồi mắc cười quá. Thôi mày về hè này là ăn là mát đấy các bạn này. Em bé đi gắp tôm này. Đây cái bể này bể sục liên tục các bạn. Màn gấp tôm rẽ đành đạch này là cũng nan giải đấy. Bây giờ là bàn kín ngồi ra đến ngày về hè luôn các bạn nhé. Em đem hai cái đĩa em ướp lại cái là hết nhảy. Bây giờ nó nhảy đó. Đây này, như anh này có kinh nghiệm này, ướp lại cái là hết nhảy. Đó đó, nhảy cho được đó. Ngồi ngoài này mát lắm các bạn ạ, ngồi ngoài ngày đường này mát lắm. Rồi giờ mình đi vào ăn tiếp. Cho anh phỏng vấn chứ được không? Hay là mình chuẩn bị vô đi ăn tiếp. Rất là đông luôn nha. À, dường như là cũng gần coi như là kín bàn đúng không ạ? À, nó cũng kín bàn luôn đó. Đây quý vị các bạn, mình lấy lấy tôm sống mà phải lấy cái này chèn xuống các bạn này. Rồi cho mình một con nhưng mà nó cắn con á. Con này nó khỏe lắm. Lấy gì tí bạn lấy con nhỏ cho, tí bạn lấy con nhỏ cho. Ôi ôi, con này mình không cầm được đâu. Mẹ bẻ cái càng đi. Đây bây giờ thì khách rất là đông các bạn nhá. Bây giờ là bắt đầu là khoảng 5:30 bắt đầu là khách đông lắm. Đó. Được cái là đây là mình đang nướng này, đây là bàn mình đang nướng này, đang có khói nhưng mà được cái là cái không gian của nó cũng không gian nó cũng mở nên là nhiều khi là mình con tôm không gian mở đây này, nhiều khi mình nướng mình cũng không có bị ngợp các bạn, ngợp thở. Bên kia đang đi lấy đồ bên kia, mình ở đây trong bé Chí Minh. Bắt đầu càng ngày càng đông rồi. À, mày lấy được một số món ăn nhanh hả? Ăn nhanh cho bé Chí Minh hả? Con tôm. Con tôm. Mình cứ cầm con tôm càng xanh mình chơi. Chở đi nãy giờ anh quên. Cái này mà quay đi quay lại thành thịt nướng bóng đêm luôn. Đây tôm càng sống là mình phải che lại, nó nhảy các bạn, nó nhảy ghê lắm. Con lấy tôm cho, mẹ lấy tôm cho con được. Nó nhảy. Phải đậy lại. Đúng rồi, mẹ lấy cho con tôm nướng. À, hai mẹ con, ba mẹ con đi ăn Trung Thu. Đúng rồi. À, đúng rồi. Nay buổi tối Trung Thu lễ các bạn nhé. Nói chung là mình thấy là ở đây hải buffet ở đây với cái giá là 169 ngày lễ là mình thấy là giá là quá rẻ các bạn nhé. Có tôm càng sống luôn đấy. Có tôm càng sống giấy đình đạch mà ăn thoải mái mà 169.000 và có mắt cá ngừ luôn các bạn nhé. À, thấy là giá đó là ok á. Quán này thì đáng để mình thử mình trải nghiệm các bạn nhé. Đây là cái không gian bên dưới này mình quay các bạn xem này. Đó, bàn ghế bên này này. Đồ ăn thì nó khoảng mình nghĩ là gần 100 món buffet ở đây là gần 100 món các bạn.
tầm cỡ 7-80 món, và các cái món ăn vặt lung tung nó khoảng gần 100 món. Nói chung là món ăn đây thì mình cũng thấy là khá là nhiều, các bạn không thể nào mà ăn hết được đâu. Đó, bên này là cái bàn ghế ngồi, còn cái quầy nước chấm là bên này này. Quầy nước chấm thì cũng khá là đơn giản này, có muối phộng này, muối tiêu này, muối tiêu đây này, cái này muối ớt này, rồi có chao, ớt tắc, nước tương, rồi mỡ hành để chúng ta nướng nha. Cái này là có chao này, muối ớt xanh này, rồi nước mắm ngọt, nước mắm cay. Đó. Nói chung là đồ chấm như vậy là, nước chấm như vậy là cũng khá là đầy đủ rồi các bạn. Anh trai ngồi. À, bây giờ bà xã mình đang nướng các bạn nhé. Nói chung hôm nay ăn xong thì gia đình mình sẽ đi chơi trung thu, đi một vòng thành phố nếu mà có thời gian, không thì về nhà nghỉ, tại vì cũng sợ tắc đường các bạn. Đó. Đây. Cái này ba bỏ mỡ hành vào này. Ừ. Mỡ hành đây, bỏ mỡ hành vào đây. Đó. Mỡ hành vào đây cháy. Mỡ hành cái đó chín rồi. Chín rồi. Chín rồi, bỏ mỡ hành vào tí rồi. Nó bùng lên hả? Nó đang còn sống, tôm sống nên là mình nướng nó cũng phải cẩn thận, nó nhảy. Đó, các bạn thấy là nói chung là mình thấy là với cái giá 169 mà mình thấy là có tôm càng sống là hợp lý. Đồ thì rất là nhiều. Hải sản tươi sống này nè. Một ký tôm càng này thì cũng tầm khoảng 300 rồi, 300 mấy rồi. Nếu mà đi ăn nhà hàng là 300 mấy, là 400. Không, nếu nhà hàng là phải 350-400. Đúng rồi. Rồi. Để xíu mẹ bắt kem nha. Tôm càng xanh. Tôm càng xanh tươi sống luôn các bạn nhé. Nói chung là một người ăn tầm khoảng 3 con tôm là cũng là liền xỉm. 3-4 con, người nào ăn khỏe được 5-6 con. Mình thì mình ăn khoảng 3 con là cũng là nhiều chất rồi các bạn. Cái này chín rồi, gắp ra đây. Tôm càng ở đây là các bạn thấy là rất là nhiều trứng. Trứng nhiều lắm này, trứng quá trời trứng rồi các bạn này. Đó, trứng rất nhiều ha. Cái trứng này nướng lên nó cháy và nó giòn giòn, ăn thơm lắm. Tôm càng trứng không này. Có nhiều loại tôm sống lắm. Mình nói. Nói chung là quý vị các bạn ở khu vực Thủ Đức á, ngay chỗ gần cái gì tiêu thị gì nhỉ? Gigamon Thủ Đức thì chạy vào đây nó gần các bạn. Ở đây nó cách Gigamon nó tầm khoảng chắc gần gần 500 m á. Các bạn mà ở gần khu Thủ Đức thì có thể chạy qua đây thưởng thức buffet ốc, gọi là buffet ốc các bạn nha. Ở đây là không, mình thấy là cái bảng là buffet ốc chứ không phải buffet hải sản. Nhưng mà hải sản ở đây thì mình thấy là đánh giá là khá là tốt đấy. Có hải sản tươi sống là khá là ok đấy. Đang có ví dụ như hàu này, rồi vẹn này, các cái món chế biến sẵn này, các món thức ăn nhanh cho bé này, rồi đầy đủ không gian đấy thì thoáng mát, sạch sẽ, ngồi cũng thoải mái các bạn. Không bị ngợp. Với cái giá như thế thì... với cái giá 169 là ngày lễ là mình thấy là hợp lý đó. Thì cũng có nhiều sự lựa chọn. Có nhiều sự lựa chọn đấy. Đặc biệt ở đây có tôm càng xanh là nhất này. Tôm càng xanh tươi sống là ok rồi. Rồi giờ mình sẽ bóc một con mình thử các bạn nhé. Bé Minh này ba. Nóng rồi con. Chắc phải lấy em hai. Ở đây là không có bàn em, không có cái ghế em bé các bạn nha. Nếu mà các bạn đi ăn thì các bạn em bé nhỏ thường thường ngồi ghế người lớn luôn, không có cái em bé cũng hơi bất tiện một chút xíu, đó là cái điểm trừ ở đây các bạn. Em bé nhỏ thì ngồi lòng người lớn thôi, nhưng mà ngồi lòng người lớn thì mình lại khó ăn. Em bé nhà mình thì 3 tuổi rồi, sắp sinh nhật 3 tuổi rồi. Mình tính là đến chủ nhật tuần này là tổ chức sinh nhật cho bé Chí Minh. Đó. Nên là bữa đó cũng sẽ quay chia sẻ lại để quý cô chú anh chị các bạn gọi là tham khảo cái quán gần nhà mình.
quán mình hay ăn là quán Mệt Vườn các bạn, Mệt Vườn sông nước. Đó, đó thì cũng sẽ quay chia sẻ lại làm kỷ niệm các bạn nhé. Tổ chức sinh nhật cho chị Minh ở làm kỷ niệm. Hôm nay là Trung Thu thì đưa ba mẹ con đi ăn Tết Trung Thu. Thế bà chỉ này cuốn rau sống là ăn là hơi bị cuốn á, hơi bị cuốn luôn á. Ở đây ngoài ra cái bò nướng ở đây rất là tươi các bạn nha, đây cái bò nướng này rất là tươi luôn á. Bò nướng, mực nướng, rồi vây cá, mắt cá ngừ, rồi nói chung là nhiều món lắm, rồi món sườn, táp sườn siêu cay. Bé chứ mình nhà mình không có cái em bé thì ngồi cái ghế đó thì mình thấy là cũng được, nói chung là ngồi cũng được, tại vì em cũng ngồi chịu khó ngồi yên một chỗ. Ông mà Minh nhà mình hay rồi, tại vì là Minh nhà là hầu như là chỉ rất là thích mê động vật đó. Minh là rất là thích các con vật, đặc biệt là con tôm, con cá, nên là cứ đưa cho ông con tôm là ông ngồi ông chơi. Em rất là ngoan, yêu em. Em cười. Ô con tôm. Mình cầm con tôm sống của chơi. Cười tươi, rất là tươi luôn nha. Em cười tươi lắm. Em đói bụng chưa? Em đói bụng nè. Em đói bụng nè. Em đói bụng rồi. Bây giờ chờ mẹ Nga nướng lại bao bát cơm cho em ăn nha. Tôm ở đây. Tôm các bạn nè. Tôm ở đây nó có trứng nên là không biết là các bạn nào có thích ăn tôm trứng như vậy không, nhưng mà Kiên thì Kiên lại thích ăn cái tôm trứng này. Còn nhiều người thì bảo là tôm trứng này thì cái thịt nó sẽ bở và nó sát cái thịt đó, nhưng mà mình lại thích lấy tôm, những cái con tôm trứng này. Alo ạ. Rất là nhiều trứng ha, nhưng mà cái trứng nó nằm ở gần cái chân của nó. Sao anh ơi? Nên là mình ăn thì nói chung là mình cũng khó lấy. Cũng làm gì anh này. Ơi đó, mời các bạn nhé. Không, em không phải bên nhà hàng anh ạ. À. Mời các bạn nhé. Dạ, anh gọi bên nào đấy? Đây, mời các bạn. Cô sẽ đông hả? Bánh cô sẽ đông thì anh phải gọi tiếp cho bên fanpage ấy. Nhắn tin trực tiếp cho bên fanpage. Mời các bạn nhé. Có gì người ta sẽ đặt bàn cho anh. Dạ. Không, số này thì chỉ là số của em thôi, để em chia sẻ cho em số thôi. Bảo anh có mua xe đông là nó ra trên Google á. Mua xe đông là nó ra trên Google anh. Dạ. Này con này chưa chín. Tôm ở đây là ăn nó không có bở thịt đúng nha. Tuy là trứng nhiều vậy nhưng mà thịt nó rất là dai chắc quá. Ngon lắm. Tôm ngon lắm mẹ. Người ba đưa đi. Đây giờ ba bóc con tôm cho chị mình nha. Tôm càng xanh cho chị mình nha. Tôm đây tươi sống. Chắc là ở đây chắc là 3 số đi ăn tôm khỏe nhất. Ăn tôm là chất lượng nhất. Cái này có bò nữa. Và các món khác thì tùy vào sở thích của mỗi người ha. Mình cứ ăn mình cảm nhận. Ở đây nếu mà phục vụ hết công suất cũng hàng tầm khoảng 500 khách các bạn, 500 đến 600 khách. Này, tôm này. Cảm ơn ba Kiên. Tôm ngon lắm. Này cái trứng các bạn này, trứng nó vàng mà nó thơm lắm nha. Trứng của nó rất là bùi các bạn. Ngon không? Để ba Kiên gặp các bạn. Nhìn nhà ăn ngon quá. Cái trứng nó bùi lắm. Sắc quẩn lắm. Cái trứng ăn bùi lắm. Cái này, cái con tôm này là tôm mình ta xóc cái cây sẵn này các bạn. Tôm này nói chung là chắc là tôm nó đã xỉu rồi nên là ta bỏ đánh đá. Còn những cái tôm mà mình lấy hồ là tôm sống 100%. Tôm này là tôm chắc là cũng ngắt rồi, ngắt xỉu rồi. Lọc cái miệng á. Cái trứng là nó béo á. Kỹ lắm. Béo mà nó bùi. Này Minh này. Mình. Mẹ này. Rồi cảm ơn. Để từ từ mẹ lấy nhá. Từ từ nhá. Ông
nay tự nhiên đợt này tự nhiên thích ăn tôm lại ok. Nước của ba này. Cái trứng nó béo bùi theo. Hết luôn rồi. Ăn từ từ nhai đi con. Mày lấy bớt cho khỏi em nhai kìa. Lấy bớt cho ông em nhai một lần nữa, ăn nuốt rồi. Nuốt không được. Nhai nhỏ ra con. Trời ơi. Chưa hết mà mình đưa là ông. Cái chén của em bỏ chén em á. Đây. Nói chung là tôm tươi sống thì mình ăn thoải mái. Đây, ở đây các bạn muốn ăn tôm sống mà mình nướng thì mình nhớ là mình bắt. Mình bắt xong là mình xiên cho nó là mình xiên cho nó là nó không có nhảy các bạn nhé. Bắt xong mình xiên bỏ lên mình nướng là nó không có nhảy. Đó, bé Chí Minh nhà mình hôm nay là ăn tôm rất là ngon luôn đó. Tôm tươi không ăn được nữa. Tôm tươi sống là bé Chí Minh rất là thích. Đây, con tôm nó chín kìa, lấy ra. Mẹ ăn thích nướng là mẹ thích nướng ba chỉ á. Ăn nó ngon. Còn mấy cái kia là mẹ thích. Mẹ ơi, đau cổ. Mẹ đau cổ lắm. Mẹ phải làm sao đây? Mua chở cho mẹ nhé. Mình à. Tình cảm á. Đây, mình là lấy thêm tôm các bạn nhá. Nói chung tôm đây ăn thoải mái. Nó bé chứ mình này mình nãy giờ làm là hết 3 con rồi đấy. 5 con à? 5 con hả? Mình cứ tưởng là một người ăn tầm khoảng 3 con đến 5 con thôi, nhưng mà mình em bé nhà mình nãy hết 3 con rồi, chắc mình phải ăn được khoảng 5 con, 5 7 con gì đấy. 5 con. Bé chứ mình là Minh ơi. Mày ăn tôm ngon không con? Ngon không? Ngon, giỏi quá. Mình em bé giỏi ngon, mình giỏi quá nhỉ. Bây giờ là khách cũng khá là đông rồi các bạn nha. Kín bàn rồi nhỉ? Bàn thì chưa kín nhưng mà cũng khá đông rồi. Hôm nay mọi người chắc đi ăn trễ. Đây này là cái con sò nhà mình lấy các bạn này. Đó. Sò rất là mập béo ha. Khá là to các bạn. Con ngồi xuống đi, sau các bạn. Chấm mấy muối ớt xanh đấy các bạn nha. Con sò ngọt kia. Mẹ ăn mẹ cảm nhận về quán sao? Cầm ấy. Cho chả một chút xíu. Về cái không gian rồi giá rồi chung quanh. Nói chung Nga sẽ nhận xét về không gian với giá cả trước nha cả nhà. Không gian thứ nhất là rất là phù hợp cho gia đình á, mình đi ăn tối hay là mình có tiệc cũng khá là phù hợp. Còn về giá thì với cái số món như thế, với cái nói chung Nga thấy với số món như thế mình có thể có rất là nhiều sự lựa chọn đa dạng. Ở đây thì giá đó Nga cũng thấy hợp lý. Tại vì bình thường là 149, còn ngày lễ là 169. Còn về đồ ăn thì mỗi người sẽ có một cảm nhận. Thì Nga đánh giá cao cái món tôm càng xanh ở trong bể nha cả nhà. Đó, cho nên là ví dụ mình mua 1 kg tôm càng xanh thì về gia đình ăn là cũng bằng 2 phần 2 người ăn rồi. Nhưng mình đến quán ăn thì mình sẽ có nhiều cái món để mình lựa chọn hơn. Đó. Còn về tôm thì sao? Cái đèn ông lớn quá. Rồi, tôm sắp chín rồi này, hai mẹ con ơi. Đây này, Minh đang ăn con này này ba Kiên. Con gì á? Ủa, con tôm. Ủa. Giỏi quá. Dài quá. Ngon không Minh à? Mẹ ăn ngọt quá. Ngọt. Đây, Mích đang đây không ạ? À? Mình ngon không con? Ngon. Dạ, ngon chứ. Dạ, ngon. Rồi, giờ ba để ba bóc tôm cho con nha. Đây. Bé nhà mình nãy giờ là ăn hết cũng cỡ 5 con tôm đúng không ạ? Nói vậy chứ sức người mà mình ăn chắc hết cả nửa ký hoặc cả ký tôm ấy chứ. Không, nhiều người ăn là ăn hết cả ký đấy. Cả ký đấy. Tôm sống ngon này á. Tôm tươi thì ăn kiểu cảm thấy nó ngọt kiểu ấy à. Không quá, không quá.
buffet cho lời, vậy thì ăn một ký nha ba. Nhà mình ăn hết ký tôm là không ăn được hết, món đây nhiều lắm, ăn hết rồi. Ba bóc cho. Này, mẹ thổi cho em nè. Con thích ăn tôm sống cơ. Tôm kè, tôm sống kìa, tôm. Tôm sống đầu kia cơ. Đấy, con lấy tôm sống đầu kia cho mà. Đó. Tôm khi mà mình tôm khi mà mình nướng á, thì mình chiên cái này là nó bị sẽ thẳng con tôm và nướng nó sẽ đẹp này, nó nhanh chín này các bạn này. Xin cái cây này, này lúc đầu mình không chiên cây là nướng nó cong lại này, không bóc nó khó bóc. Cái bò ở đây là bò rất là tươi các bạn nhé. Đây bây giờ là rất là đông các bạn nhé. Đó. Đây bên này này, đó. Quay thêm cái không gian này các bạn xem là buổi tối là bắt đầu là khách đông rồi. Mấy món gọi là chế biến sẵn này là khói là bốc lên ngay ngốt nè. Đây là hôm nay đi mò tôm. Cái này lấy hai cái đĩa mình ốp lại là nó hết nhảy. Hello tú ơi, một phát bất tỉnh nhân sự, hai đĩa đắt em. Lên 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 em. Em cẩn thận ống nhảy á. Lấy cầm vậy luôn là chắc. Lấy xong rồi úp lên, lấy một đĩa này em úp lại là hết nhảy à? Đó, đó, lấy về lại hết nhảy à? Đấy, đúng rồi. Đúng kỹ. Vô đây, vô ra. Được không? Đó, vừa, vô ra được rồi. Đấy, bạn lấy tôm rất là vui. Hết tôm mà đưa lên liên tục hả chị? Đưa liên tục. À, không sợ hết đồ ăn. Tôm là cứ lên liên tục. Đây nhà hàng đã gọi là cắt sẵn, sóc sẵn ra cho mình rồi. Rồi ăn mạnh lên nào. Trung thu vui vẻ nha. Chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi tối trung thu quây quần bên gia đình người thân của mình thật là vui vẻ nha, hạnh phúc nha. Trung thu là Tết sum vầy mà, nên là mình ở với bên gia đình người thân của mình là hạnh phúc nhất. Ok, lấy cái gì đây, cái này đi. Mình không biết đấy. Em lấy hả? Mẹ lấy, đi ăn thử coi. Cái này là bao tử á, không được bao tử. Bao tử heo à? Tử heo á. Bao tử là phèo này kia. Không phải phèo, vú heo. Vú heo. Mình chỉ ghiền mỗi món tôm càng xanh tươi sống này các bạn, giấy đành đạch chẳng hạn. Chi tiêu của ba là hết 1 ký nghe không? Không, mình ăn được còn tầm 5 con. 5 con là... Ai, vô, vô, trung thu vô vẻ. Vô. Để chị mình ăn tôm nữa không, bà bóc nha. Tí nữa, mẹ bóc ạ. Bà cứ ăn đi. Để chín á. Con này chắc chín rồi. Cái bò này nướng thì nó hơi khô nè quý vị này. Nó hơi khô một xíu.
tại vì nói chung là người ta bò này phải tái mới ngon, nhưng mà nó bò này thì nó ăn tái không được, tại vì nó tuy là nó tươi nhưng mà ăn tái vẫn không được, nghĩa là không có tươi 100%, nó chỉ khoảng 70% thôi. Những ngàn trái đậu bắp lấy cái món thức ăn nhanh ở đây thì cũng rất là nhiều các bé có thể là lựa chọn. Bé mình lại không thích nhé. Đó, bây giờ là khách rất là đông bây giờ này. Đồ ăn thì bên này với lại bên này, hai bên thoải mái. Rồi, mình sẽ quay một vòng nữa để các bạn tham khảo thêm ha. Cái giờ mà khách đông, khách đến thì ăn đông. Tôm ở đây thì lấy thoải mái luôn này. Ví dụ bạn gái này, bạn lấy nguyên một đĩa tôm này. Đó, tôm đây là lấy thoải mái. Ở đây là các vỉ nó mà bị ấy thì có các em đã đến thay vỉ cho mình các bạn nhé, sạch. Nói chung là đây phục vụ, các bạn phục vụ rất là nhiệt tình. Đó, tôm chín rồi đấy. Bây giờ mình mới chín tôm này, nãy giờ là bóc cho chị Minh. Không phải thấy lửa hơi yếu hả? Trên than hộ anh. À, dưới nhiều á. Cái than này là than dừa các bạn nhé. Than dừa này thì mình nướng thoải mái, không có bị sợ nó độc á. Than này than dừa. Là than khuyên nướng. Khuyên nướng, khuyên quay này kia. Ta dùng cái than này nhiều lắm. Minh mới bảo thấy ba, Minh bảo ba lại với con rồi. Ông chạy qua ba giờ này. Đây ba lắm. Chờ. À đây ba. Dạ. À để tí nữa ba lấy cho. Em đây ngồi đi. Dạ, chạy. Ra con rồi. Đông đá đi. Rồi, tôm chắc chín rồi mẹ. Đây này, tôm này chín rồi, để anh bóc nha. Để đây cho nó nguội để bóc. Tôm chín rồi các bạn ạ, quý vị này. Này, tôm chín rồi mẹ, anh bóc đi. Rồi, giờ mình bóc tôm nha. U chà. Nóng. Tôm nướng nó thơm lắm, thơm mà thịt nó dai nó chắc. Đúng không ạ? Mình nướng nha. Mình nướng mà cái thịt nó dính vào cái vỏ luôn. Nướng vậy nó ngon lắm. Ăn cái gạch của nó béo vậy á. Gạch rất là béo vậy ha. Chúng ở đây thì ai mà thích ăn tôm còn mấy cái này là hợp lý. Đây nè. Trong màu xanh tươi sống. Không quá hợp lý để mà lấy cái giá như thế mà mình ăn tôm màu xanh.
mình thường mình mua nửa ký tôm bằng xanh đã cũng là 160.000, 200.000 này. Rồi đến đây mình ăn đủ các món. Đây chấm với bớt xanh các bạn. Bớt xanh. Các bạn. Ngon quá, thịt ngọt ghê á. Đấy các bạn nha, bóc thêm tôm này. Ở xã mình ăn vú heo. Vú heo còn thơm mùi sữa. Vú heo thơm mùi sữa. Thơm mùi sữa, đúng là vú heo. Hay là ướp với sữa. Ui à. Mình kết mỗi cái món tôm càng xanh nướng ở đây. Nói vậy chứ nhiều món ngon lắm nhưng mà hôm nay mình hợp với món tôm còn xanh. Ui dạ, miếng nó cháy cháy chém chém này ăn mới thơm thịt. Đúng rồi, trứng ăn nó bùi bùi thơm, béo bùi bùi nó thơm thơm. Này cái trứng này các bạn này, cũng nhiều lắm. Trứng nó ăn nó bùi nó béo. Nướng nó giòn giòn này xíu nào. Ui dồi này, trứng nó rụng ra. Trứng bùi ngọt nhỉ. Chân của nó ăn nướng nó giòn luôn. Ăn gì mà lấy các bạn nha. Chấm với lại muối ớt xanh ăn là bỏ nó là sướng nhất cái nách luôn. Rồi mời quý vị các bạn này, nó là ngon nhất nách luôn. Không sao con. Bà Thám này nướng thơm quá. Cả nhà nghe cái món thắp sườn bên Thái Lan á cũng rất là nổi tiếng đúng không? Thường là phải qua Thái Lan mới ăn thắp sườn đúng không? Nhưng mà hôm nay ở đây cũng được ăn thắp sườn nhá. Một miếng sườn rất là to, không dám lấy nhiều ở nhà, ăn sớm không hết. Nên phải cho ăn sốt chứ bà nhỉ? Bữa xanh nhá. Chấm bữa xanh. Bữa xanh à? Mời cả nhà nhá, con thử cái hương vị như thế nào. Sườn này tươi với lại cái thịt nó mềm à. Đó, nó mềm đó. Đó. Không bị dai nữa. Bình ơi. Bình ăn á. Các bạn cả nhà thấy nào? Này. Thêm dưa leo. Thêm dưa leo. Trước tiên Nga thử cái nước. Mới lấy nước sốt rồi nhỉ. Nó chua chua cay cay á, nó không phải là cái vị đậm đà đâu. Cái vị chua chua cay cay như lẩu Thái vậy đó. Đúng kiểu Thái Lan luôn đó. Đúng kiểu Thái Lan hả? Cái sườn rất là mềm. Mà ăn cảm thấy độ tươi của sườn đấy cả nhà. Cảm thấy độ tươi. Kiểu như canh sườn chua cay á. Đúng rồi, nó phải lặng vậy.
Yên ngon lắm bác Yên. Với cái này em bé ăn được. Giống như mình muốn cay á thì mình ăn với muỗng ớt. Bao ăn thêm gì không? Bao ăn thêm gì đấy? Không không. Này, hầu rất là béo luôn. Mọc nước lắm. Còn nữa xanh vào. Mình hay đi đâu hả con? Đây các bạn này, con hàu này nó béo mà nó ú nù nù luôn này. Con hàu bé ú nù nù luôn quý vị các bạn. Đây. Nói chung là nãy giờ nhà mình ăn tôm ăn hàu ăn nói là đồ hải sản đấy rất là tươi sâu. Con đánh cho chú đi kìa. Dành một cái muỗng em. Con bét. À. Mời quý vị các bạn nha. Hầu đây ăn và một người khỏe, hai người vui. Con hầu này uống nù nù luôn này. Uống nù nù luôn. Em ăn con hầu không? Ngon lắm. Ngon hả? Ừ, hầu hầu tươi ngon lắm. Ba đi rồi chứ mẹ. Không, mẹ ăn con này đi, ba bé. Hầu ăn hầu này ăn ngọt lắm. Hầu ngọt lắm. Chứ mấy cái hầu trước mình ăn toàn là hầu teo tơ đen ta hả? Hầu này là ngọt lắm, hầu hầu béo lắm. Hết nóng chưa? Đang nấu không? Còn nấu không? Ăn thử nhá. Ăn thử đi. Này 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 bác. Ăn thật chứ ăn thử đi. To à? Nào. Béo nhỉ? Béo lắm, nào vào béo. Đây quý vị các bạn, giờ mình ăn tiếp con hàu này. Hàu đây phải nói là rất là béo và tươi các bạn nha. Nóng này. Ui dạ. Nhìn cái hàu đã này. Phải nói cái hàu quá đã luôn. Hàu sữa. Có ít muối tiểu chanh, muối xanh vào ăn phê luôn các bạn. Nó nhiều nước lắm, mọng nước lắm. Mọng nước. Cẩn thận đang nóng là nó mọng miệng luôn. Đang nóng là hầu rất là tươi. Làm con nữa này. Hình như nãy giờ thấy là 3 5 6 con rồi đó. Đúng rồi, ăn nhiều, ăn nãy giờ ăn 5 6 con rồi, hầu ngon. Và là đây có hai món là tươi ngon nữa. Nói chung là món các món kia thì cũng tươi ngon nhưng mà mình thích theo sở thích của mình á thì mình chỉ thích ăn hầu với lại tôm càng xanh nha. Còn các món nướng kia thì cũng bình thường thôi. Dạ con mua rồi chú ạ. À, thưa quý vị các bạn nha. Cứ phải canh chí mình. Giờ đi với con nhỏ là có con nhỏ lúc nào cũng ăn. Ăn cà phê đó. Mình lên đây con, lên đây chào khán giả con. Lên đây nhanh, lên đây. Lên đây chào khán giả. Ui dạ, ui dạ. Quay đây. Rồi, rồi. À, quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì gia đình Kiên cũng đi ăn quán buffet ốc. Nhưng thực ra ở đây là mình đa số mình ăn hải sản không. Ốc thì mình ít ăn lắm.
nói chung là tùy sở thích mỗi người. Mình thấy hải sản đây đặc biệt là tôm càng xanh giá đình đạch này, hàu này, rồi các cái món nướng cũng khá là tươi ngon các bạn nhé. Đó, ngoài ra thì còn rất là nhiều món nhưng mà mình không thể nào ăn hết được các bạn, tại vì khá là nhiều món không thể nào hết được. À, con hàu đó, bé nhà mình thì cũng ăn tôm càng xanh ăn nhiều lắm, ăn khoảng 5-6 con đó. Em buffet còn cầm mang về nữa này. Ở đây còn ngoài ra có trái cây trắng miệng này, có ngoài ra còn có thạch này, thạch rau câu các bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn thấy là khách đang rất là đông này. Đó, khách dường như là hết chỗ ngồi luôn đó các bạn. Đó, thôi video của Kiên cũng xin kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, chú anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Cả gia đình Kiên chào cả nhà nhé. Xin chào. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.